Hiệp 1 trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và TNT Hà Nội đã được bắt đầu. Lê Công Vinh, cú sút đầu tiên của trận đấu và đó là cú sút của tiền đạo từng một thời chơi bóng tại Sông Lam Nghệ An. Trong chiều nay, ngoài trận đấu mà chúng ta đang theo dõi, còn có 6 trận đấu khác. Có 5 trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ, đó là các trận đấu tại sân Hàng Đẫy giữa Thể Công và Đồng Thông Long An. Trận đấu tại sân Lạch Tray là trận đấu giữa Xi Măng Hải Phòng và Quân Khu 4. Trận đấu tại sân Thanh Hóa là Xi Măng Công Thanh Thanh Hóa và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp. Trận đấu tại sân Pleiku là trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương. Còn tại Nha Trang là trận đấu giữa Khánh Hòa và Đà Nẵng. Trận đấu diễn ra muộn nhất ở vòng đấu thứ 12 là trận đấu tại sân Thống Nhất giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Mikado Nam Định. Như thường lệ thì cặp tiền đạo của đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An ở trận đấu chiều nay là Miranda Eric mang áo số 29 và số 10 Phạm Văn Quyến. Âu Văn Hoàn, cầu thủ trẻ Âu Văn Hoàn đang chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải của Sông Lam Nghệ An. Ban huấn luyện và các cầu thủ dự bị của đội khách TNT Hà Nội. Tính đến lúc này của mùa giải, TNT Hà Nội đang xếp ở vị trí thứ 10. Sau 11 trận đá đấu, TNT Hà Nội chỉ mới có 3 trận thắng, 3 trận hòa và để thua tới 5 trận. Thủ môn Dương Ngọc Sơn, thủ môn một thời của Sông Lam Nghệ An. Đứng trước quả phạt lúc này đang là Văn Quyến và Đắc Khánh. Không khó khăn cho thủ môn Trương Hồng Sơn. Như thường lệ, băng đội trưởng trong trận đấu chiều nay của Sông Lam Nghệ An là Huy Hoàng. Vừa rồi Huy Hoàng đã ghi đầu sau một pha va chạm với Lê Công Vinh. Lê Công Vinh là người mang băng đội trưởng của đội khách TNT Hà Nội. Âu Văn Hoàn. Đắc Khánh. Văn Bình. Eric. Đến lúc này của mùa giải thì Eric chưa ghi được bàn thắng nào cho Sông Lam Nghệ An. Mặc dù Eric là cái tên thường xuyên được huấn luyện viên Nguyễn Văn Thịnh tung vào sân ngay từ đầu trong những trận đấu Sông Lam Nghệ An thi đấu tại V-League. Dương Hồng Sơn.
Âu Văn Hoàn. Đến lúc này của mùa giải, Hải An vẫn chưa ghi được bàn thắng nào cho TNT Hà Nội. Văn Quyến. Cú đánh gót rất hay của Eric. Ở những phút đầu tiên của hiệp 1 trận đấu, Sông Lam Nghệ An đang chiếm ưu thế. Trong lần triệu tập mới đây nhất của đội tuyển bóng đá Việt Nam, Dương Hồng Sơn không có mặt. Ba thủ môn mà huấn luyện viên Calisto triệu tập cho lần tập trung lần này là Đinh Hoàng La, thủ môn của Vina Kansai Ninh Bình, thủ môn Tấn Trường của Cao Su Đồng Tháp và thủ môn Đồng Tân của Quân Quốc. Cao Sĩ Cường là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, ghi nhiều bàn thắng thứ hai trong đội hình của TNT Hà Nội sau Lê Công Vinh. Đến lúc này của mùa giải, sau 11 vòng đấu của giải bóng đá vô địch quốc gia Petro Việt Nam Cup 2009, Sông Lam Nghệ An đang tạm xếp ở vị trí thứ 8. Sau 11 trận đá đấu, Sông Lam Nghệ An có 3 trận thắng, 7 trận hòa và 1 trận thua, được 16 điểm. Sông Lam Nghệ An đang cùng với Đồng Tâm Long An là hai đội bóng có số trận hòa nhiều nhất. Lối vị của Eric trên sân lúc này, Lê Công Vinh đang bị đau. Như vậy là cầu thủ bị đau không phải là Lê Công Vinh. Thế Việt, cầu thủ mang áo số 2 Thế Việt của TNT Hà Nội đang chơi ở vị trí hậu vệ cánh trái. Pha cắt bóng của đội trưởng Huy Hoàng. Đường chuyền của Trọng Hoàng. Phan Như Thuật. Hậu vệ của TNT Hà Nội đã phạm lỗi với Như Thuật. Văn Quyến. Quả ném biên cho đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An.
rất nguy hiểm. Trọng Hoàng, Văn Quyến không được, đó là pha dứt điểm của Văn Bình. Cú dứt điểm của Văn Bình không đủ khó để hạ gục thủ môn Dương Hồng Sơn. Đội bóng áo vàng vẫn đang chiếm ưu thế. Junio, cặp trung vệ của TNT Hà Nội ở trận đấu chiều nay là Junio và Xuân Tú. Trước sức ép liên tục của các thủ áo vàng thì đã có những dấu hiệu mất bình tĩnh ở hàng phòng thủ của TNT Hà Nội. Wow! Rất bất ngờ. Bàn thắng đầu tiên của Miranda Eric ghi được cho Sula Nghệ An. Và đó là một bàn thắng ban đầu khá bất ngờ và đẹp mắt của tiền đạo mang áo số 29 Sulam Nghệ An. Từ một pha cầu bóng khá đơn giản của đội trưởng Huy Hoàng, trong một tư thế không một cầu thủ TNT Hà Nội nào kèm, thì Eric đã có một cú đánh đầu có thể nói là thủ môn Dương Hồng Sơn không có cơ hội để cản phá, rất khó hiểu cho hàng phòng thủ của TNT Hà Nội. Trên màn ảnh chúng ta được thấy diễn viên dẫn chương trình Quyền Linh. Quyền Linh đến với thành phố Vinh, Nghệ An để dẫn dắt chương trình Vượt Lên Chính Mình do Vinasoy tài trợ. Trong lần trở lại đầu tiên tại sân vận động thành phố Vinh, Lê Công Vinh vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn do có rất ít bóng. Cặp tiền đạo của đội khách TNT Hà Nội trong trận đấu chiều nay là Lê Công Vinh và Elise Orlando Farias. Huy Hoàng chắc chắn là đội trưởng của Sông Lam Nghệ An hiểu rất rõ Lê Công Vinh, người đã từng chơi với Huy Hoàng nhiều năm trong áo của Sông Lam Nghệ An. Cơ hội, đó là một cú dứt điểm của cầu thủ áo số 10 Nguyễn Hải An. Cặp trung vệ của đội chủ nhà trong trận đấu chiều nay là Cao Chí Thắng và Huy Hoàng. Cặp trung vệ của Sông Lam Nghệ An thi đấu ngày càng gắn bó và hiểu nhau hơn. Cao Sĩ Cường. Phút thứ 15 hiệp 1 trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và TNT Hà Nội trong cuộc vòng đấu thứ 12 giải bóng đá với quốc gia Petro Việt Nam Gas 2019, và tỷ số đang là 1-0, tạm nghiêng về các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Với việc ghi được bàn thắng đầu tiên cho Sông Lam Nghệ An, có thể là trong thời gian tới Eric sẽ thi đấu tốt hơn.
một pha cắt bóng dũng mãnh của Cao Xuân Thắng. Cao Sĩ Cường. Không khó khăn cho thủ môn của Sulam Nhan. Pha phát động tấn công rất nhanh của Jeremy Michael. Vẫn là Eric. Trọng Hoàng. Không việt vị. Trọng Hoàng. Phạt góc cho Sulam Nhan. Sau khi ghi được bàn thắng, các thủ Sulam Nhan đang thi đấu rất hứng khởi. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Sulam Nhan và TNT Hà Nội trong cổ vòng đấu thứ 12 giải bóng đá vô địch quốc gia Petro Việt Nam Cát 2009 tại sân vận động thành phố Vinh, Nghệ An. Trận đấu được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An NTV. Cao Xuân Thắng là cầu thủ thi đấu luôn với tinh thần nhiệt tình và không ngại va chạm. Huy Hoàng. Ngoài biên đang là Trọng Hoàng. Trọng Hoàng không vượt qua được Thế Việt. Lúc này Trọng Hoàng đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải của Sulam Nhan. Chúng ta vừa được thấy thủ môn Jeremy Michael của Sulam Nhan nói tiếng Việt khá rõ. Quả ném biên cho Sulam Nhan. Can Cam. Trong trận đấu này, Can Cam cùng với Văn Bình đang là hai tiền vệ giữa của Sulam Nhan. Cầu thủ đón hụt bóng là Hoàng Ngọc Quân. Hoàng Ngọc Quân đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh phải của đội bóng áo xanh. Thank you.
Lê Công Vinh. Phá bóng của trung vệ mang áo số 5 của TNT Hà Nội Du Nhô. Có thể nói vị trí thứ 10 cho đến lúc này của giải rõ ràng là không xứng đáng với những gì mà TNT Hà Nội đã đầu tư cho đội bóng. Từ đầu mùa giải thì TNT Hà Nội đã phải mất khá nhiều tiền để đưa về sân hàng đấy cầu thủ áo số 9 của Sông Lam Nghệ An Lê Công Vinh. Hàng phòng ngự của TNT Hà Nội có vẻ như vẫn đang bị khớp trước lối đá nhanh của Sông Lam Nghệ An. Pha cắt bóng dũng mãnh của đội trưởng Sông Lam Nghệ An Huy Hoàng. Rõ ràng là Lê Công Vinh sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với Huy Hoàng. Trương Đức Khánh đang thi đấu ở vị trí quen thuộc, vị trí hậu vệ cánh trái của Sông Lam Nghệ An. Ở vòng đấu thứ 11, trong khi Sông Lam Nghệ An có một trận hòa có thể nói là khá thành công trên sân của đội bóng đang đứng đầu bảng SHB Đà Nẵng, thì TNT Hà Nội thất bại ngay tại sân hàng đấy trước đối thủ Khatoko Khánh Hòa. Trong một trận đấu mà TNT Hà Nội thi đấu khá hay thì họ lại thất thủ. Hậu vệ Thế Việt đã để bóng đi ra ngoài sân. Đường chuyền của Văn Bình. Phan Như Thuật. Đường chuyền rất hay của Như Thuật. Trọng Hoàng. Không được. Pha phối hợp không thành công giữa hai cầu thủ áo số 9 và số 10 của Sông Lam Nghệ An. Như Thuật đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cánh trái của Sông Lam Nghệ An. Văn Quyến. Không được. Quá chậm. Ngọc Quân. Lê Công Vinh. Đội trưởng của TNT Hà Nội vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi sát và quyết liệt của các hậu vệ Sông Lam Nghệ An. Mới đây thì
thì Hà Nội đã phải chấp nhận cho Lê Quốc Vinh lên đội tuyển quốc gia, cho dù là đội bóng này không hề muốn Lê Quốc Vinh tập trung do những lý do là hiện tại Lê Quốc Vinh không có được phong độ tốt nhất và đội bóng này cũng đang gặp nhiều khó khăn về lực lượng. Tuy nhiên sau khi có sự can thiệp của VFF, TNT Hà Nội đã chấp nhận để Lê Quốc Vinh lên đội tuyển. Lê Quốc Vinh, đến lúc này của mùa giải, Lê Quốc Vinh đã ghi được 4 bàn thắng cho TNT Hà Nội. Cú sút quá nhẹ của cầu thủ số 10 Nguyễn Hải An. Junyo đã phạm lỗi với Văn Bình. Với việc cầu thủ thủ môn Dương Hồng Sơn không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thì trong đội hình đội tuyển quốc gia chỉ có một cầu thủ duy nhất của TNT Hà Nội, đó là Lê Quốc Vinh. Eric không được. Eric là người phạm lỗi. Hải An. Đồng Huy Thái. Huy Thái đang chơi ở vị trí tiền vệ trụ của TNT Hà Nội. Không có lối việt vị của Farias, rất nguy hiểm. Không vào. Chút nữa TNT Hà Nội đã có bàn thắng sát bằng tỷ số. Đó là cơ hội dành cho Elisir Orlando Farias. Ngọc Quân. Hải An. Lê Quốc Vinh không được. Cầu thủ cắt bóng là Cao Trấn Thắng. Phan Như Thuật. Sau khi ghi được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Solam Nghệ An đang chủ động giảm nhịp độ của trận đấu. Âu Văn Hoàn. Đắc Khánh không việt vị. Trọng Hoàng đưa bóng vào, dứt điểm, không được. Nhưng tưởng là Trọng Hoàng sẽ có một cú đưa bóng vào, tuy nhiên cầu thủ áo số 9 của Solam Nghệ An đã có một cú ngoặt bóng rất hay. Tuy nhiên cú sút sau đó của Trọng Hoàng lại không thành công.
đây là pha bóng làm chúng ta nhớ lại tình huống mà Didier Drogba, cầu thủ của Chelsea, trong trận đấu gặp Barcelona. Trong trận đấu gặp Barca, Didier Drogba đã có một cơ hội rất tốt sau khi Anelka chuyền bóng, và sau một nhịp qua người Drogba
Bye.